Xin chào các bạn, và video clip này gửi đến các bạn cách hiệu chuẩn hay là chuẩn lại cân hay là canh chỉnh cân với cái đầu cân là IH3. Thì những cái khách hàng nào mà đang sử dụng những cái mẫu cân bàn, cân sàn hay là cân nông sản hay nôm na là tất cả những cái loại dòng cân điện tử mà kết nối với đầu cân IH3 thì có thể tham khảo cái cách hiệu chuẩn hay chuẩn lại cân của video clip này. Tuy nhiên sẽ tùy theo cái điều kiện thực tế, có nghĩa là cái cài đặt mức nhảy hay là trọng lượng tối đa thì các bạn sẽ linh động thay đổi tùy theo cái nhu cầu thực tế của mình. Ở đây thì chỉ hướng dẫn cho các bạn cách cái thao tác hiệu chuẩn là chính. Còn nếu các bạn sau video clip này mà các bạn thực hiện mà vẫn chưa được thì xin mời các bạn truy cập đến website hoặc là gọi đến số hotline hiện thị trên màn hình để có sự trợ giúp thêm. Và bây giờ chúng ta thực hiện cái thao tác chuẩn cân bằng quả cân chuẩn. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái quả cân chuẩn, thì các bạn có thể có những cái quả cân chuẩn inox mà độ chính xác là cấp chính xác 1 hoặc là 2, hoặc là các bạn có thể có những cái quả cân chuẩn là quả cân gang cấp chính xác M1, M2, hoặc là các bạn có thể dùng những cái cân điện tử khác để lấy cái trọng lượng chuẩn. Mình ví dụ như là mình tin tưởng là cái cân điện tử khác nó đang chuẩn và mình muốn chuẩn cái cân của mình giống như cái cân khác, thì mình cứ lấy một cái vật cân nào đó mình đặt lên cân chuẩn và mình ghi nhận lại số cái trọng lượng đó, mà mình dùng chính cái trọng lượng đó để chuẩn lại cân của mình. Và cái mức cái trọng lượng chuẩn mình cần chuẩn bị là như thế nào, và ít nhất là 1/3 cái trọng lượng maximum của cân. Ví dụ như là cái cân bàn điện tử 300 kg thì các bạn phải chuẩn bị cái quả cân chuẩn hay trọng lượng chuẩn phải trên 100, từ 100 kg trở lên thì mới giúp cân chính xác được. Và cái thao tác như thế nào là xin mời các bạn quan sát kỹ trên video clip này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm tổ hợp phím CE và phanh, bấm cùng một lúc mà giữ gìn trong vòng 2 giây và sau đó chúng ta buông tay ra. D là bước nhảy. Và với cái cân này thì mình đang ví dụ minh họa là cân maximum là 30 kg và bước nhảy là 20 g. Thì 20 g các bạn nhớ là ở đây là chúng ta sẽ chọn D là 2. Và nếu các bạn muốn thay đổi cái bước nhảy là 2 thì chúng ta sẽ bấm cái nút zero và T để thay đổi. Thì ở đây mình có thể là di chuyển từ 1 cho đến 9, nhưng mà mình chọn 2 cho nên mình sẽ chọn về là 2. Và sau đó chúng ta bấm hold để xác nhận. DB bằng 2 có nghĩa là các bạn muốn lấy bao nhiêu chữ số lẻ phía sau của cân. Có nghĩa là ví dụ như là cân 20 g thì nó sẽ cần hiển thị là 2 số lẻ. Nếu mà cân mà cái bước nhảy của bạn là 100 g thì bạn chỉ chọn là một số lẻ mà thôi. Thì ở đây bạn cũng có thể di chuyển thay đổi con số này bằng cách bấm cái phím zero và T để di chuyển. Thì ở đây mình chọn là 2 cho nên mình sẽ bấm đến khi nào 2 thì mình bấm hold để xác nhận. Và như nãy mình nói là cái cân này mình cài đặt là mức maximum là 30 kg, thì trên màn hình bạn thấy rõ là phía trước cái dấu chấm này là 30 kg và phía sau này là 2 số đơn vị số lẻ như nãy mình đã chọn. Nếu hồi nãy mình chọn là một số lẻ thì nó chỉ còn là 30.0 mà thôi, không có số 0 này. Và cái mức maximum này các bạn cần phải nhập lại. Nếu bạn không nhập lại thì cân sẽ bị báo lỗi và quá trình canh chỉnh có thể là không thành công. Và chúng ta sẽ bấm như thế này, 3, và bấm phím nào để di chuyển vào. Rồi, bấm phím là hold để xác nhận. Và bây giờ màn hình hiển thị no log, chúng ta sẽ bấm hold để xác nhận. Chờ tín hiệu phản hồi. Tiếp mà chúng ta đến bước này chúng ta sẽ bỏ quả cân chuẩn lên. Ở đây mình chuẩn bị sẵn cho các bạn là 8 kg quả cân chuẩn. Như nãy mình nói là phải trên 1/3 cái mức maximum. Tuy nhiên đây là video clip hướng dẫn mà thôi, mang tính chất tham khảo mà thôi, cho nên cái mình chỉ chuẩn bị 8 kg quả cân chuẩn. Và chúng ta bấm hold để xác nhận và chờ tín hiệu phản hồi từ cân. Và chúng ta sau đó chúng ta sẽ nhập đúng cái trọng lượng mẫu mà đang đặt lên vào đầu cân, có nghĩa là chúng ta sẽ bấm 8 kg và chúng ta di chuyển vào đúng 8 kg. Đây, 8.00 là 8 kg, và chúng ta bấm hold để xác nhận và bấm tiếp hold. Và tới đây thì các bạn có thể kiểm tra kỹ lại là chúng ta sẽ bỏ lần lượt quả cân chuẩn xuống và để kiểm tra lại cái mức chính xác của cân. Rồi, và chúng ta sẽ bỏ quả lần lượt quả cân chuẩn lên hay là để kiểm tra một lần nữa cân có chính xác hay không. Và gần như là quá trình hiệu chuẩn cân hay là canh chỉnh cân đầu cân IH3 đã thành công. Nếu các bạn cảm thấy khó khăn hay bị trục trặc gì, hay là khó khăn phần lớn là gặp khó khăn ở chỗ mà cài đặt cái bước nhảy và số lẻ thập phân phía sau, thì cảm là chúng ta cảm thấy bối rối mà nếu chúng ta không chưa quen được vấn đề đó thì xin truy cập đến website hoặc là gọi đến số hotline hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ chi tiết và thuận lợi hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.